Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần. thì do tuần này chúng ta có hai ngày nghỉ lễ. chính vì vậy nên là thị trường của chúng ta chỉ có giao dịch có 3 phiên thôi. phiên ngày thứ hai, thứ ba và ngày thứ tư và hôm nay là ngày thứ năm. tuy nhiên thì dịch bệnh covid đang khá là phức tạp và cái kỳ nghỉ lễ thì gần như chúng ta cũng không có đi đâu, không thể đi du lịch được hoặc là cũng không thể ra ngoài nhà được. chính vì vậy nên là Hùng Lê lại làm một cái bản tin. Uh, rất là quen thuộc và nó sớm hơn so với dự định đúng không ạ và uh, thôi thì cứ làm sớm như vậy để anh chị em nào mà rảnh mà có thời gian thì chúng ta có thể xem trước thì uh, như thường lệ thì bản tin tuần của chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ view lại ba uh, cái phiên giao dịch vừa qua của cái tuần vừa qua. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ uh, phân tích một số các cái mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành rất là quen thuộc. Cái này thì uh, đối với những anh chị em mà đã đồng hành cùng với ông Lê thì chúng ta đã rất là quen thuộc rồi. Và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài cái dự báo về các cái nhóm ngành uh, và về cái xu hướng của thị trường trong cái tuần giao dịch sau cái kỳ nghỉ lễ. À, thế thì uh, chúng ta uh, vào mỗi buổi tối thứ 6 tuần thì chúng ta sẽ có một cái bản tin video và bản tin này thì được up lên trên kênh youtube uh, chứng khoán chiến binh trên từng con sóng uh, và uh, ở trên mỗi bản tin này thì ở phần bên dưới các anh chị lưu ý ở phần bên dưới thì chúng ta sẽ có thể comment tất cả các uh, câu hỏi liên quan đến các mã cổ phiếu chứng khoán mà chưa được phân tích ở trên bản tin video các anh chị em uh, quan tâm đến mã cổ phiếu nào thì uh, các anh chị em có thể comment ở dưới này và theo thời gian và theo dòng thời gian thì hùng sẽ uh, có những cái phân tích phản hồi uh, đó sẽ có những cái phân tích phản hồi rất là chi tiết cho các anh chị em đó về cái quan điểm của hùng lễ thôi và trên những cái quan điểm đó thì các anh chị em có thể uh, tham khảo để uh, đưa vào những cái quyết định đầu tư uh, của mình đó và cái nội dung của bản video trong tuần vừa qua thì chúng ta có nói đến cái câu chuyện là test cung để xác nhận đáy của thị trường thì cái câu chuyện test cung và xác nhận đáy của thị trường như thế nào thì uh, uh, trong cái phần bản tin uh, Hùng đã trình bày ở 15 phút cuối và sau đó thì cũng có lít lại một cái phần gọi là cái phần uh, bằng lời đó thì uh, trong cái bản tin tuần thì thông thường như vậy cứ mỗi tối chủ nhật thì cũng sẽ lít lại bằng lời những cái ý uh, nhấn mạnh thì cơ bản chúng ta nhấn mạnh hai cái ý cơ bản nhất trong cái tuần vừa qua đó là chúng ta đánh giá các cái ngưỡng hỗ trợ và các cái ngưỡng kháng cự của thị trường. Thì đối với ngưỡng hỗ trợ thì ông Lê tiếp tục lấy cái vùng 1285 đến vùng 1290 đó là cái biên mà index của chúng ta đã có một cái quá trình test cung tạo đáy tạo nền rất là tích cực trong tuần giao dịch cũ. Đây thì chúng ta có thể mở lại biểu đồ của VN Index thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó, vậy thì uh, trong uh, một cái một cái quãng trong một cái quãng thời gian ở cái phiên giao dịch tuần trước thì chúng ta nhìn thấy một cái biên ở 1285 đến biên 1290 điểm của index À, đã có những cái điểm test cung kỹ thuật rất là tích cực ở trong những cái điểm này. Chính vì vậy nên hùng tiếp tục lấy cái vùng này đấy là cái vùng test cung tạo đáy tạo nền của thị trường trong ngắn hạn đối với chỉ số VN-Index. Đối với chỉ số uh, phái sinh và chỉ số VN30 thì chúng ta tiếp tục cái này là chúng ta viết bị lỗi này, chắc là đánh đánh máy bị lỗi. Thì chúng ta tiếp tục lấy cái biên nào ạ? Đây các anh chị có thể nhìn quan sát lại, chúng ta sẽ quan sát lại biên phái sinh và biên VN30 thì chúng ta sẽ lấy cái biên kỹ thuật của nó đó là vùng 1380 1385 đến vùng 1390 điểm ở đây chính là những cái điểm test kỹ thuật ở đây và chúng ta sẽ lấy cái biên đó làm cái biên hỗ trợ cứng cho thị trường ở trong tuần giao dịch mới kể cả chỉ số VN30 thì anh chị có thể quan sát ở đây đó đối với chỉ số VN30 đây các anh. Ý. Đó, đây thì chỉ số VN30 đây, chúng ta lấy 1385 đến 1390 cho à, cái tuần giao dịch mới. À, đồng thời với cái câu chuyện à, chúng ta phân tích à, các cái ngưỡng hỗ trợ cứng, đó là cái ngưỡng hỗ trợ mà thị trường có thể test cung tạo đáy ở trong cái tuần giao dịch vừa qua. Và đồng thời thì chúng ta cũng tính toán một cái ngưỡng kháng cự ngắn hạn, đó là chỉ số vn sẽ ở vùng 1320 đến vùng 1325 điểm. Nếu tín hiệu này xảy ra thì thị trường chung xác nhận xu hướng tạo đáy ngắn hạn. Đó tức là đối với chỉ số index thì chúng ta có mốc 1320 và mốc 1325 thị trường cần phải đánh break được ở trong cái tuần giao dịch ba phiên giao dịch vừa qua. Cùng với đó thì chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh cần phải đánh vượt thoát vùng 1430 và sau đó thì cần phải break vùng 1435 để xác nhận đồng pha với chỉ số index và xác nhận xu hướng tăng tích cực của thị trường trong tuần vừa qua. Thì chúng ta cùng nhìn lại đây, đó thì trong tuần vừa qua thì ngay phiên giao dịch của ngày thứ hai thì thị trường của chúng ta đã có đây mở mở biểu đồ Vinex thì thị trường của chúng ta đã có một cái điểm tăng hết sức là tích cực và ngay lập tức thì đầu tuần giao dịch thì chỉ số này đã có một cái xu hướng break nền vùng 1320, một cái chỉ số break nền rất quan trọng ở đây và sau đó nó test không gãy và kết phiên giao dịch của phiên giao dịch ngày thứ hai thì chỉ số này đã bay được qua vùng 1325. Hùng có nói vui với các anh chị em ở trên phía ở trên trên team đó là pháo của chúng ta đã kéo được lưng chừng đồi. Tức là khi mà nó thoát được cái biên 1325 này thì cái cơ hội để nó tiệm cận lên những cái vùng kháng cự cao hơn uh, nó sẽ uh, dễ dàng hơn và nó sẽ có những cái cơ hội tốt hơn và khi nó break được cái nền 1320 đến 1325 thì uh, đồng nghĩa với cái xu hướng chúng ta À, nói đến cái xu hướng tích lũy tạo nền ở vùng 1285 đến 1285 đến 1290 thì nó sẽ tích cực hơn trên cái kịch bản mà phân tích tuần. Và sau khi chúng ta thấy rằng đây ạ, và sau khi mà nó break được vùng 1325 thì thị trường của chúng ta à, tiếp tục tiệm cận về cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng ba mươi bảy đến 1340 đây là cái vùng kháng cự tuần của thị trường trong tuần vừa qua tiếp tục gặp vùng kháng cự này và thị trường của chúng ta liên tục đi hình sin thì với tín hiệu kỹ thuật tuần như thế này thì chúng ta cũng tạm được đánh giá là tích cực khi mà bộ uh, index của chúng ta đã giữ vững trên cái đường đường biên 1325 tức là nói vui với mọi người là pháo đang ở trên đồi à, uh, đối với chỉ số phái sinh thì các anh chị có thể xem đây đó là trong tuần thì có đề cập đến cái vùng kháng cự 1430 điểm mà Uh, chỉ số phái sinh sẽ phải gặp phải đây 1430 đây các anh chị Đó 1430 đây và sau đó thì chỉ số này Cần phải break được vùng 1435 uh, Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật Thì trong tuần vừa qua mỗi lần chạm Tức là chỉ số phái sinh của chúng ta Có 3 lần 4 lần 1 2 3 4 lần chạm Về kháng cự 1435 Nhưng không thể break vượt thoát 1435 Thì lý do vì sao thì uh, Phần cuối bản tin chúng ta sẽ chia sẻ Vì sao mà nó không thể vượt thoát được Uh, nó có một vài nguyên nhân ví dụ như là nhóm banh và nhóm chứng khoán nó đang khá là dập dìu trong ba phiên giao dịch vừa qua uh, rồi uh, và các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây đối với chỉ số vn30 đây các anh chị đó thì chỉ số vn30 uh, đã uh, đã break được vùng 1430 nhưng lên đến vùng 1435 điểm 1435 điểm ở đây thì nó bị khựng lại và chỉ số này cũng đã có một lần hai lần, ba lần đi, chúng ta có thể thấy là ba lần. Đó, nhô uh, tiệm cận về đây nhưng nó đã bị thất bại trong cả ba phiên giao dịch của chúng ta. Đó thì ngay uh, đầu bản tin tuần thì ông đã cho uh, các anh chị một cái vùng kháng cự của uh, phái sinh và của index và cái bản tin này được phát đi uh, vào uh, 21 giờ 05 phút ngày 29 tháng 8 năm 2021, tức là buổi tối ngày chủ nhật. Nào thì cũng sẽ có một cái bản tin nó có những cái nội dung khá là cơ bản và thứ ba là đánh giá về các cái tín hiệu tạo nền thì tạo nền của thị trường thì cũng có đánh giá một số các cái nhóm ngành và sau đó thì trên cái góc độ dự báo về mặt kỹ thuật thì khả năng sẽ có những cái điểm test trả cung đầu tuần và có thể cái đà hưng phấn đây có thể đà hưng phấn sẽ kéo gáp tăng ở đầu phiên ngày thứ hai và sau đó thì uh, thị trường uh, sẽ có những cái điểm lấp gáp và trên cơ sở những cái điểm lấp gáp đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá uh, và chúng ta sẽ cần thêm cái dữ liệu kỹ thuật của phiên ngày thứ hai của ngày thứ ba để chúng ta đánh giá cái tín hiệu uh, tạo đáy của thị trường thì đúng là như vậy thì đúng là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì thị trường của chúng ta đã có một cái đà hưng phấn đây các anh chị sau cái nào hưng phấn đó thì thị trường bắt đầu quay về trả gáp và những cái gáp nó trả lại ở vùng phái sinh ở đây ở VN30 ví dụ như vậy. Ở vùng 1420 rất là đẹp đó. Thì trong tuần ở ngoài cái câu chuyện là ông đã tìm một cái vùng kháng cự thì có tìm thêm một cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Thì uh, lúc 14 giờ phiên giao dịch ngày 31 tháng 8. 31 tháng 8, 31 tháng 8 đấy các anh chị. Thì ông tiếp tục đánh giá cái kịch bản đó cái kịch bản về 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 mặt thị trường thì cũng có dự báo là VN30 sẽ hình thành một cái biên tích lũy ở vùng 1425 đến 1430. Đây các anh chị 14 giờ. Và đối với chỉ số phái sinh thì 1423 đến 1425. Thì cái biên biên VN30 đây 1425 đến 1430 đây các anh chị thì cũng sẽ cho các anh chị thấy ở đây. Đây. Thì khi đó là trong phiên giao dịch ngày 30 thì cái biên này nó đã được hình thành và đến cái biên ngày 31 đây thì như vậy là chúng ta sẽ lấy cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của VN30 đó là vùng 1420 đến 1425 và trong cái điểm 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 chỉnh kỹ thuật của VN30 đây các anh chị nó chạm về 1425. Và trong phiên giao dịch kết tuần chúng ta cứ tạm gọi kết tuần đi mặc dù là nó chỉ giao dịch 3 phiên thôi thì nó cũng chạm về cái biên 1420 đến 1425 đây anh chị, đây là biên hỗ trợ ngắn. còn đối với chỉ số phái sinh thì cũng lấy cái biên 1423 đến 1425 đây các anh chị cái hình chữ nhật này. Đó, 1423 là biên dưới và 1425 là biên trên Thì chúng ta lấy đúng bằng cái ngưỡng mà sau khi thị trường của chúng ta tạo gáp tăng Ở phiên giao dịch ngày thứ hai và sau đó nó liên tục test Nó phiên ngày thứ hai nó test hai điểm ở đây Đó, phiên chính vì đây, chính vì nó test hai điểm ở đây Nên Hùng sẽ lấy cái điểm đó làm điểm hỗ trợ kỹ thuật Đó, thì cái câu chuyện là gì? Thị trường của chúng ta nó luôn luôn biến động và chúng ta cần dữ liệu trong phiên để chúng ta đi tiếp tục căn cứ những cái dữ liệu kỹ thuật đó để chúng ta đi xây nền đó thì câu chuyện là như vậy nên là Hùng Lê sẽ uh, rất mong là các anh chị em nhà đầu tư mà chúng ta đã có những cái quan điểm về đầu tư thì mời các anh chị về với team của Hùng Lê Đó để chúng ta có thêm những cái thông tin như thế này Đó thì uh, ngay phiên 31 là Hùng đã đưa ra một cái ngưỡng hỗ trợ về mặt kỹ thuật ở đây Và phiên kết tuần thì nó cũng uh, chạm về vùng hỗ trợ 1423, 1425 và lực long quay trở lại uh, Và kết phiên thì nó đang đóng cửa vùng 1428 và tí nữa phần cuối bản tin thì chúng ta sẽ có một vài cái view về xu hướng thị trường trong tuần mới thì đấy là tất cả những cái kịch bản uh, tuần vừa qua mà chúng ta uh, đã nói về thị trường là nói về các điểm hỗ trợ, các điểm về mặt uh, kháng cự đó và một cái bức tranh tổng quan nó là như vậy thì cùng view lại để các anh chị uh, em của chúng ta có thể nắm được. <laughs> uh, còn đối với các cái bản tin tuần thì các anh chị uh, uh, cần hỗ trợ về các mặt cổ phiếu thì các anh chị cứ comment đó thì ví dụ như là những cái câu hỏi về các mã cổ phiếu như thế này thì hùng sẽ có những cái điểm view về mặt kỹ thuật hỗ trợ uh, vân vân và vân vân thì sẽ hỗ trợ trong một cái khả năng tối đa mà hùng lê có thể làm được đó để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có những cái góc nhìn tốt hơn uh, tối ưu hơn về thị trường và chúng ta sẽ có một cái hành trình tốt đẹp hơn đó ok chúng ta sẽ xem em vick đến thời điểm hiện tại thì nó chưa có đủ động lực các anh chị về mặt lý thuyết thì cũng vẫn lấy vùng 90 92 là vùng hỗ trợ à, xu hướng này là em này có thể đi ngang ở quanh biên 935 đến 94 trước khi mà cái lực cầu nó quay trở lại nó ổn định và tích cực hơn. Ờ à, Vinhome à, Vinhome thì à, sau khi mà nó cán được cái target vùng 120 trên 120 và sau đó thì nó à, bắt đầu phân tích một cái điểm rơi. À, điểm rơi này thì cũng đã đưa về một cái vùng hỗ trợ 105. À nhắc lại một tí nữa là tuần trước có một bác có comment với dưới dòng bản tin là hùng lê dùng có một vài cái chỉ báo mà chém gió như thật thì cái quan điểm kỹ thuật của hùng mọi người trước khi mà mọi người biết là cái chỉ báo kỹ thuật đó hùng sẽ nói sâu hơn một tí dừng lại nói hơn sâu hơn một tí về cái chỉ báo kỹ thuật chỉ báo kỹ thuật là nó có rất nhiều các chỉ báo đó và thậm chí là bây giờ có rất nhiều các cái ea gọi là bốt tự động các anh chị đó nhưng nó không thể thay thế con người tức là cái bốt tự động nó cứ đánh theo tín hiệu vậy thôi vậy tín hiệu đấy nó rất là nhiễu nó cần con người lọc lại và uh, sau rất nhiều năm nghiên cứu và bản thân hùng lê cũng đã bỏ tiền để thuê các đơn vị tư vấn viết những cái con bốt nó theo cái ý lập trình của mình ờ uh, nhưng sau đó thì những con bốt đấy nó hoạt động một cách uh, khô khan đó, nó không có một cái gì cả và nó hoạt động rất khô khan và các cái tín hiệu nhiễu ở trên thị trường nó 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 rất là bị nhiễu và chính vậy những con bốt đấy nó gần như nó cũng không thể phát huy hết tất cả những cái hiệu quả của mình còn chỉ báo kỹ thuật nó có rất nhiều các chỉ báo nhưng chúng ta phải lưu ý là chỉ báo kỹ thuật nó đi sau giá à, có nghĩa là gì có nghĩa là giá của cổ phiếu nó đã phản ánh hết vào cái chart kỹ thuật và sau đó trên cái chart kỹ thuật đó thì nó mới kéo các cái chỉ báo khác đi theo đó, cái câu chuyện nó là như vậy Nó kéo các cái chỉ báo khác đi kẹt, đi theo Đó, ví dụ như thế này, ví dụ đây Đó, ví dụ các anh chị có thể nhìn ở đây Đó là khi mà uh, Vinhome gãy vùng 120 Thì các anh chị nhìn thấy dòng tiền bắt đầu cắm đầu đi xuống Tức là nó đồng pha, tức là nó gãy rồi thì nó mới cắm đầu Cái câu chuyện nó nằm ở chỗ đó Vậy thì cái vai trò của con người, vai trò của cái định hướng trong cái phân tích kỹ thuật nó rất là quan trọng Chứ các cái chỉ báo nó không nói lên cái gì cả các anh chị Và 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 cái con bốt là nó không biết được vùng 120 là nó đổ đâu đó ví dụ như vậy trong một cái trong một cái phân tích kỹ thuật ở đây đó vì sao ủng à, lê phân tích nếu các anh chị cứ xem lại đi tất cả các bản tin clip hùng đều phân tích vinhome và những cái target mà phân tích gần như nó đạt được một cái xác suất khoảng tầm 90 thậm chí là 100% đối với Vinhome 100% trong hai cái nhịp phân tích vừa qua. Đó ví dụ như vậy. À, từ những cái điểm phân tích tạo đáy tạo nền và từ những cái điểm phân tích về target Vậy thì con bot nó sẽ không thể nào mà nó phân tích cho anh chị được một cái target ở mươi hết Và nó cũng không thể phân tích cho các anh chị là à về cái nền đó là nó hỗ trợ đó Và các cái chỉ báo kỹ thuật nó cũng không chỉ cho các anh chị là đâu là cái điểm mà kháng cự cả Và đâu là cái điểm hỗ trợ cả nó không có Và chỉ có là chúng ta bằng con người chúng ta bằng cái quan sát và bằng cái uh, thực chiến Ở trên thị trường thì chúng ta sẽ quan sát và chúng ta dự báo Các anh chị phải, phải Hùng phải nhấn mạnh lại hai chữ đó là dự báo không ai có thể biết đâu là đỉnh cổ phiếu, đâu là đáy cổ phiếu, đâu là đỉnh thị trường, đâu là đáy của thị trường. Nhưng bằng các cái uh, công cụ phân tích kỹ thuật, chúng ta vẫn nói như vậy. Bằng các cái công cụ phân tích kỹ thuật kết hợp với cái khả năng thực chiến của từng người, thì mọi người sẽ dự đoán được, dự đoán được à, tức là khả năng cái vùng này là cái vùng mà uh, viên hôm nó sẽ dừng rơi. Ví dụ như vậy, thì nôm na nó nó giống như một người thợ á người thợ đi câu câu cá chẳng hạn thì người ta sẽ nhìn cái cái tam ở trên cái mặt nước ấy, thì người ta sẽ à cái chỗ này là có cá trắm, chỗ này là có cá mè. Đó, chỗ này là có trắm đen, chỗ này có trôi. Đó, ví dụ chỗ này không có cá. Đó, ví dụ như vậy. Rồi người ta có thể uh, nhìn cái hướng gió để người ta đoán à ví dụ hôm nay gió hướng này thì cá nó ăn ở hướng nào. Uh, Nôm na nó là như vậy chứ tức là tất cả nó bằng kinh nghiệm và ở trên thị trường chứng khoán cũng như vậy. Chúng ta không thể nói tài Uh, cũng không nói giỏi và uh, cứ theo hàng tuần cứ theo các cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ dò theo. Đó, chúng ta sẽ dò theo và bản thân Hùng như vậy thôi, Hùng cũng sẽ dò theo những cái tín hiệu kỹ thuật như vậy để uh, có những cái câu chuyện cuối tuần để trao đổi với các anh chị. Đó, chứ còn dùng 5 chỉ báo kỹ thuật hay 100 chỉ báo kỹ thuật hay là vân 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 thì nó cũng đến thời điểm này nó cũng không quá quan trọng đối với Hùng lên nữa, đúng không ạ? Chúng ta đã có 170 bản tin tuần rồi thì dùng cái nào cũng được miễn là Ừ, cứ cuối tuần là chúng ta có một bản tin để à, trao đổi với tất cả anh chị em của chúng ta đúng không ạ như thế là rất là vui đó happy chúng ta cũng không phải vì bất kể một cái gì cả cũng chả phải vì tiền bạc đó hùng lên nói chuyện thế này thôi nhưng có gì đâu đúng không ạ các anh chị có trả phí hùng đâu đúng không không hề đó và chúng ta nhận thêm những cái kiến thức tốt thì chúng ta cứ cố gắng thôi Uh, Vinhome các anh chị vùng 107 khả năng thì vẫn có những cái dư địa đi ngang ở đây thôi. Uh, tín hiệu uh, dự báo dự báo về khả năng tạo đáy của Vinhome ở trong nhịp này ở vùng 105. Uh, biên tích lũy của Vinhome 104 106 các anh chị chú ý. VRE trong tuần đã có một cái nhịp tăng, uh, tuy nhiên nhịp tăng này thì cái lực cầu nó hơi kém. Uh, chính vì vậy nên nó sẽ không bền. À, nên là các anh chị em mà có VRE thì chúng ta chú ý cái vùng kháng cự 28.5 đến vùng 29 các anh chị có thể uh, chốt bớt uh, chốt bớt hàng hôm nay nó là vì vậy uh, Sapico thì đã có một lực hồi uh, từ vùng 140 và trong bản tin tuần cũ thì cũng có đánh giá rồi đó là cái vùng kháng cự 152 hai, uh, các anh chị uh, 150 152 chúng ta lưu ý ở điểm này uh, Vinamilk uh, có hai kịch bản cho Vinamilk thì trong kịch bản tuần trước thì như vậy là chúng ta thấy rằng là Vinamilk đã test đáy thành công ở vùng 86 và với một cái lực cầu rất tốt duy trì quay trở lại trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và với tín hiệu này của Vinamilk thì kỳ vọng Vinamilk sẽ đánh lại vùng 90 khỏe hơn thì sẽ đánh về vùng 92 tạm thời như vậy GTN cùng họ với Vinamilk và em cổ phiếu này thì cũng đang tốn khá nhiều bút giấy mực trong tim của ông Lê và chúng ta cứ bình tĩnh thôi quả ngọt nó sẽ đến từ từ với một cái tiêu chí đó là chúng ta tuân thủ kỷ luật ở vùng hỗ trợ chúng ta úp cổ phiếu vào ở vùng kháng cự ngắn nếu như chúng ta thấy rằng có tín hiệu bị đạp thì chúng ta tạm thời chúng ta bớt chúng ta ra bớt hàng 50 phần trăm và về đến hỗ trợ chúng ta mua và hỗ trợ của em này trong nhịp này đó là 16 năm đến vùng 17 và kháng cự ngắn ở đây nó đang rơi vào vùng 18.5 đang có một nhịp chỉnh kỹ thuật và À, sang tuần tới mà chỉnh không gãy khoảng vùng 178 là được GTN thì xác định là chúng ta sẽ đánh lâu dài và chính vì đánh lâu dài nên là cái cách mà chúng ta gom rồi chúng ta xả ở trong những cái nhịp ngắn theo lái à, thì chúng ta phải hết sức là lưu ý. Đấy là cái nghệ thuật, cái cách mà chúng ta đánh cổ phiếu thì chúng ta phải lưu ý được cái vùng đó. À, hàng không thì thực ra là nó khá là khó khăn đúng không ạ? Uh, tuy nhiên uh, vẫn có một cái tính tạo lập của VDC thì cũng có nói rồi Đó là vùng uh, hiện tại thì nó đang đi khá đúng với cái dự báo ở vùng test cung 124 Ờ, uh, nó có trong tuần đấy anh chị có ba cây nến và nó test về biên 124 đến biên 124.2 có lẽ nhá với 125 uh, 1253 và đóng cửa tuần ở 125 năm ở à, đây là những cái biên test kỹ thuật để đảm bảo rằng em này có thể có một cái lực đánh break vùng 130 ở à, trên xu hướng kỹ thuật thì khả năng là sẽ tiếp tục có những cái trận đánh tiếp theo điểm mua thì không còn bởi vì uh, quan điểm cũng sẽ chọn lựa chọn những cái điểm mua về mặt hỗ trợ <laughs> HVN thì uh, đây nó có mấy kháng cự ngắn đây vùng 22 ở dòng tiền hiện tại thì đánh đang khá là phập phù và xu hướng khả năng cao thì nó lại có những cái điểm mà test kỹ thuật của nó đấy thôi nó khoảng quanh biên 20.5 năm đến khoảng biên 20.3 đấy là cái biên test kỹ thuật của nó trước khi mà nó hình thành được cái xu hướng tiếp theo của hàng không HVM BVH, MVKG và PNG BVH thì trong tuần vừa qua có một cái tín hiệu giao dịch tích cực bản thân trong tình tuần giao dịch cũ thì mình có đánh giá cái hỗ trợ ở hai ở đây và nó đi được khoảng 2 ba phiên ở đây và sau đó thì nó có một cái lực cầu khá là tốt trong phiên giao dịch phiên ngày thứ hai và kết tuần thì nó đang đẩy lại được về vùng kháng cự 57. Trên xu hướng kỹ thuật ngắn hạn thì em này có thể có một nhịp lấp gáp ở đây và lấp gáp kỹ thuật đẹp nó rơi về khoảng vùng 55 đến khoảng vùng 56. Uh, lực cầu của bvh đi uh, như thế này là khá là ok rồi thì với một cái lực như thế này thì kỳ vọng là bvh sẽ tiếp tục đánh uh, png uh, chúng ta xem nào png như vậy là sau khi mà png thất thủ ở những cái vùng hỗ trợ ở đây các anh chị có thể xem lại bản tin tuần cũ uh, và đang nói đến cái vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây ở vùng 85 85 ở đây nó rất là quan trọng đối với cổ phiếu PNG và ba phiên giao dịch thì nó đang có xu hướng quay lại test ở đây. Trong trường hợp gãy 85 thì chắc chắn sẽ về 80 đối với PNG. À, MVKG à, trong cái trend kỹ thuật của nó thì hiện tại thì các anh chị lưu ý vùng 105, đây là vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của nó. Nếu trong trường hợp MVKG bị đứt vùng 105 thì không còn gì phải nói cả. Đó, về quan điểm kỹ thuật là như vậy. Còn nếu nó chưa đứt thì nó vẫn còn có những cái cơ hội để đi và cơ hội để đi thì sẽ xác nhận ở vùng 108.5 không gãy thì có thể chúng ta sẽ kỳ vọng đánh lại về 115 và cao hơn thì có thể kỳ vọng lại 120. Đấy là những cái biên kỹ thuật của nó đối với MVKG. Họ Man San uh, nhìn chung thì trong tuần uh, chúng ta bản tin tuần chúng ta đánh giá Man San có một hỗ trợ 130. Có hai kháng cự ở đây đó là vùng 135 và xa hơn thì nó là vùng 140. Ở trên tín hiệu kỹ thuật thì dòng tiền cũng đang bắt khá là tốt đối với Mansan à, Tuy nhiên cái lực đánh thì nó chưa thực sự khỏe, nó hơi 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 tức là nó hơi hơi phập phù. Chính vì cái tín hiệu như vậy thì uh, trong tuần tới thì Mansan khả năng sẽ có thêm một hai phiên uh, lình xình quanh 135, sau đó thì cũng sẽ có đánh giá thêm về mặt kỹ thuật của em này. MSR một mã cổ phiếu rất quen thuộc của Mansan và cái mã cổ phiếu này đó nói chung là anh chị em của chúng ta chỉ cần cày một con này thôi. Ông phân tích con này đây bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ tháng đó, và chúng ta cũng chỉ cần cày con này thôi. Đây từ đâu là từ, từ 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 bắt đầu đầu năm 2021 là chúng ta đã bắt đầu phân tích con này. Và nó đánh rất nhịp nhàng, nó phải nói là nó đánh cực kỳ nhịp nhàng luôn và nhịp nhàng thế trời đó lên đây lại chốt lại về đây lại mua rồi lên đây lại chốt đó cái vòng tuần hoàn nó như vậy thôi đó và một cây nến này rất đẹp rồi thì đẹp đối với những tài khoản thực hiện theo đúng quy tắc đó là về vùng 19 mua rồi về vùng 18 mua 18 năm 18 năm mua Ờ, khi có vị thế rồi thì có thể vượt thoát được cái vùng 20 chúng ta có thể bơm thêm một điểm mua nữa và nôm na về đến vùng 23 24 đấy đây đây, đây. À, không không đến 24 đâu 23.5 chúng ta lại tiếp tục ra hàng xong đó thì nó lại nó lại đạp cho một ví dụ như vậy nó lại đạp về lại cho về 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 lại cái hỗ trợ ở bên này đó thì chúng ta lại cân mua đó, cái cổ phiếu này rất hay mml thì góc độ là, là, từ vùng bao nhiêu ạ từ vùng ở dưới này là vùng đấy mml chính thức là từ những cái vùng này chúng đã có những cái phân tích đánh giá về sóng dài và sau đó ở vùng 60 mươi ở vùng 60. Đó và nó lần lượt break được các cái vùng quan trọng và bây giờ đang hướng đến vùng 80 và khi em này vượt thoát được cái vùng 80. Ở đây là nó đang dồn lực này, khả năng nó đang dồn lực để nó break được vùng 80 và một cái mô hình đi nếu cực đẹp của em này, cực đẹp các anh chị nhé sau khi break vùng 80 xong thì lực cầu tiếp tục ổn định và nó bắt đầu mở một cái trang kỹ thuật đi sang bên này thì nó là kinh khủng bởi vì uh, man sang nó có những cái mã cổ phiếu mà đây khoe với các anh chị đó uh, uh, nó có những cái mã cổ phiếu nó đi mà nó đi một cách gọi là thần thoại luôn đấy các anh chị uh, trong những cái bản tin tuần cũ thì cũng đã có uh, những cái phân tích về mặt kỹ thuật của mã cổ phiếu mhc cho anh chị mch uh, và mã cổ phiếu này thì thanh khoản nó hơi thấp nhưng cái cách nó đi thì uh, nó đi một cách tàn bạo luôn và uh, cổ tức nó chia cũng rất cao đó là cổ tức nó chia rất cao và cứ thế thôi nói chung là nắm cổ phiếu này xong đấy thì các anh chị đi du lịch hay đi làm cái gì đấy cho nó đỡ nhàn đầu đó thì mml nó cũng đang 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 có những cái xu hướng đi theo những cái kiểu đi như thế này à, rồi nhóm nhựa thì bình minh thì không có gì cả nói chung là bình minh chưa có gì cả nên chúng ta sẽ không phân tích ở cổ phiếu baona à, nôm Na tuần vừa qua nó chia chính vậy nên nó sập xuống như này nhưng về mặt kỹ thuật là ở đây là nó cũng đang về lại tiệm cận về như vậy sau chia là giá 163 là kháng cự lực cầu đang tương đối ổn định thì sang tuần nó có thể test lại vùng 16 Nhìn chung là nhóm nhựa thì nó đang thấy là đang 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 tích cực và khả năng sẽ có một cái lực đánh tốt ở đây Cổ phiếu APH uh, tốn khá nhiều giấy mực, uh, rất nhiều bài bình luận, uh, nhưng không sao cả bởi vì APH chúng ta đã mua được uh, những cái vị thế rất thấp ở dưới này, uh, từ những cái vùng tích lũy 45, 45 sau đó thì có vùng 46, nôm na là những cái vùng tích lũy rất sâu ở dưới này và điểm dưới là 43.5, 43.5 đó thì chúng ta đã có những cái điểm tích lũy rất sâu ở dưới này rồi, thì bây giờ trên này tùy các cụ, đó, các cụ muốn đánh thế nào cũng được, em chiều tất. Uh, dự báo thì nó có khả năng Kể cả nó đạp về tận 45-46 Thì chúng ta chả làm sao cả Bởi vì uh, chúng ta đã có những vị thế thấp rồi Thì không có sợ cái gì cả uh, Khả năng Khả năng thì đây là một cái cây Mà nó rũ nhỏ lẻ Thì uh, T0, T1 Như vậy là nó sẽ phải có thêm một vài phiên nữa uh, Một vài phiên nữa Và kỳ vọng Đây là trên góc độ kỳ vọng Lái sẽ giữ được ở trên khoảng vùng giá 5X Như vậy là T0, T1 phiên ngày thứ hai là T2 và đến phiên ngày thứ ba hàng về và phiên ngày thứ tư thì có thể sẽ là một cái kịch bản đẹp để APH tiếp tục một cái hành trình tiếp theo đây và ông sẽ theo dõi rất là sát bởi vì trong team Hùng Lê thì cũng đang chiến đấu con này thêm một con nữa là HHP con HHP này là đội đánh nó cũng đánh cho rất là tàn bạo luôn đó, và nó liên tục uh, sọt xả sọt xả để cho uh, những anh chị em nào yếu tim là ao hết và ao hết xong thì nó sẽ đánh uh, trên góc độ kỹ thuật thì hhp có phân tích rồi ở vùng 10.2 đó là vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của cổ phiếu này và vùng kháng cự của nó là vùng 12 thì đây nó đang tiệm cận hai phiên tiệm cận kháng cự nhưng mà nó chưa đánh được lực cầu tương đối ổn rồi lực cầu này tương đối ổn đây là một cái trường hợp nó đánh xịt Nó đánh xịt xong thì nó xả cho ao hết rồi này Rồi thì khả năng nhịp này là nó sẽ đánh thật đấy Nhịp này là đánh thật ở phiên ngày thứ hai Chúng ta có thể quan sát ở biên 11 7 thậm chí nó có thể sẽ ao lại vùng 11 năm Và đấy sẽ là những cái cơ hội để những tài khoản mà chúng ta đang cầm nắm Mà chúng ta có thể uh, cần cân đo đong đếm thêm uh, Thêm một cái mã cổ phiếu NHH uh, Cũng có một số anh chị em có hỏi Hùng ở trên bản tin tuần Thì Hùng sẽ phân tích luôn Đối với em này thì cái tính tạo lập của nó về cơ bản là nó cổ phiếu này dạng cổ phiếu bó cung à, Vùng 35 tạm đánh giá là vùng dự báo là đáy của cổ phiếu sẽ ở đây Trên góc độ kỹ thuật thì nó sẽ có một cái kháng cự ngắn hạn ở vùng 42 Chạm 42 nó có thể đạp lại hoặc chưa chạm nó có thể đạp lại Và nó đạp lại vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 38 Thì chúng ta sẽ canh để chúng ta lên tàu À, chúng ta lên những cái vị thế vừa vừa thấp thấp ở đây xong đó thì à, căn cứ thực tế thì cũng sẽ có thêm những cái phân tích về cổ phiếu này cũng khá là hay đấy ở à, nhóm cổ phiếu công nghệ FPT à, nhìn chung hôm nay FPT thì bây giờ nó cũng chưa có nhiều các cái yếu tố kỹ thuật nó trong tuần thì nó đi ngang ở quanh biên 93 92 3 à, nó có mốc hỗ trợ cứng ở vùng 90 Các anh chị lưu ý như vậy thôi World thì một tuần đi ngang ở quanh vùng 85 nhưng ở khả năng vùng 90 85 này đang là cái vùng mà nó sẽ phân phối và nó sẽ đạp một nhịp trước khi mà nó hình thành một cái một cái cái, cái điểm hồi mới. Bao giờ nó cũng như vậy. Cái cách đi của ông 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 này á là ông đi cũng khá là hay. nó nhiều lúc nói vui với tất cả anh em ở trên team đó là cổ phiếu nó giống như con người và nó có tính cách và nếu như chúng ta nghiên cứu kỹ được cái tính cách của nó thì chúng ta sẽ thắng nó <laughs> Nôm na nó như vậy thôi, không có một cái chỉ báo kỹ thuật nào có thể thắng được cổ phiếu cả ở à, Vậy thì tính cách của DG World là gì? Thì đã phân tích cái mã cổ phiếu này trong một quãng thời gian tương đối dài Và các anh chị có thể xem lại những cái bản tin phân tích tuần cũ đó, à, và sau một cái nhịp kéo lên thì thông thường nó sẽ có một cái nhịp xả và đây cũng đang mường tượng khả năng là sau một cái nhịp đi ngang này thì nó sẽ có một cái nhịp xả ở nhịp sản này đẹp á thì nôm na nó cũng sẽ cái cái bằng cái bằng cái nghiệp vụ hoặc là bằng cái công cụ thì nó sẽ dò tìm lại cái vùng giá mục tiêu cho các anh chị. Nôm na là cũng sẽ có thể dò tìm lại được. Tất nhiên nó không thể chính xác 100%. Nhưng nó sẽ đạt được khoảng xác suất khoảng 70 đến 80% là chắc chắn là như vậy. À, CMG sau một cái kỳ uh, gọi là tích lũy đúng không ạ? Ổn định đi lên và như vậy đến thời điểm hiện tại CMG của chúng ta cũng đã có một kỳ tích tuyệt vời. Ờ uh, có phân tích cái điểm mở trang kỹ thuật của CMG hình như ở vùng 48.6 Và sau đó thì đến thời điểm hiện tại thì cũng đã có thêm những cái phân tích khuyến nghị dành cho các cái tài khoản Mà chúng ta sẽ tiếp cận đến cái điểm break Ngày 29 tháng 8 thì quanh vùng 48.5 đến 49 này cũng mở điểm mua break đẹp cho vị thế mới và các cái vị thế đang cầm Tức là đến tại thời điểm này thì chính thức là ở vùng 48.5 đến 49 ở ngày 29 tháng 8 à, thì có phân tích tiếp những cái điểm đánh kỹ thuật và trên góc độ kỹ thuật à, tuần tới thì em này ổn định ở trên vùng 52 thì như vậy nó sẽ rất là ok và có một cây nến xanh dài đánh vượt thoát vùng 54 chém được cái vùng giá 54 đây thì như vậy là nó sẽ tiếp tục xác nhận cái xu hướng đánh tiếp của cổ phiếu CMg nhóm này có mã cổ phiếu ICT, ICT đúng không nhỉ? ICT, ok đúng rồi. Thì ICT đến thời điểm hiện tại là cũng đã đưa vào vùng giá, đưa đưa vào cái khuyến nghị gom. Đó ICT đây anh chị, đã gom rồi. Và mục tiêu mục tiêu ngày hôm qua có nói lại đó là mục tiêu gom đủ ICT ở điểm cuối quanh quanh 18 và mục tiêu thì chúng ta gom đủ hàng dưới vùng 18.2 và khi mà cổ phiếu này thoát được vùng 19 Đây thoát được vùng 19 thì chúng ta có thể cấp những cái gọi là hạn mức bất thường thì Hạn mức bất thường có nghĩa là ví dụ chúng ta đang nói vui thôi Cái đấy nói vui, cái thuật ngữ nói vui trong cái cái thuật ngữ mà chúng ta đánh mặc jean đó. Các anh chị mà đánh mặc jean thì các anh chị hiểu rồi Sau khi mà đánh mặc jean xong là chúng ta phun mặc jean rồi Thì chúng ta muốn tăng cái sức mua lên thì chúng ta phải mail cho môi giới Và môi giới sẽ trình lãnh đạo các cái bộ phận liên quan để có thể mở các cái hạn mức bất thường tức là cấp thêm tiền cho các anh chị ngoài full margin rồi chúng ta có thể cấp thêm thì uh, nôm na là chúng ta khi mà cổ phiếu mà có xu hướng tốt rồi thì chúng ta cứ thế chúng ta mua tăng thêm tỷ trọng thì uh, cổ phiếu ICT <laughs> thời điểm hiện tại cũng có thấy cái vùng 17 năm đến 17 8 đang khá là ok và đã tiến hành gom và mục tiêu thì sẽ gom đủ em này dưới giá 18 2 18 3 gì đó nôm na nói như vậy tuần tuần tới khả năng nó còn đạp cổ phiếu này chưa tăng được đâu Nói chung là nhìn này chưa tăng được đâu vẫn còn lừng hứng lắm rồi ok sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm Novaland à, Nhóm ngành xây lắp thì trong nhóm ngành xây lắp Thì các anh chị những cái mã cổ phiếu Ví dụ có 5-6 mã cổ phiếu nào đó Hà đô này, HDC này, VPG, KDH, Đạt Phương, Nhà Từ Liêm Đó một số các cái mã cổ phiếu mà nó đang chạy theo những cái trend dài như vậy Thì các anh chị mà quan tâm thì các anh chị có thể ở dưới bản tin để lại Còn lại thì Hùng chỉ phân tích một số các cái mã cổ phiếu Mà Hùng đang dành cho các tài khoản trong team của Hùng Lê Đầu Tư Đối với DG thì uh, uh, thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là DG đang khá là tốt và uh, chúng ta có một cái hành trình phân tích uh, DG các anh chị có thể xem lại, có thể xem lại những bản tin phân tích cùng Lê khi cùng Lê phân tích tín hiệu đảo chiều. Ở uh, tín hiệu xoay chiều của DG nó ở vùng 22 đến vùng 23 và chúng ta lần lượt uh, nâng các cái vị thế target và kể cả trong những cái nhịp đạp thì ở đây ví dụ như là chúng ta có đưa ra vùng 30 đến 30.5 đó là những cái nhịp đạp kỹ thuật. Uh, trên tín hiệu tuần như thế này thì cũng tương đối đẹp rồi có thể có những điểm test lại ở vùng 34 đến vùng 35 trong tuần giao dịch mới và uh, xu hướng ở trong nhịp này thì cũng đang kỳ vọng là DG sẽ hướng về target 40 đối với DG thông tin bên lề á, thì đâu đó dự kiến đánh về khoảng vùng 50 đến khoảng vùng 60 Uh, tuy nhiên đây là cái con số mà nó uh, nó lưu truyền ở trong nhân gian. Thế còn uh, team của chúng ta thì chúng ta cứ bình tĩnh các anh chị, chúng ta sẽ xây từng cái target một đấy là quan điểm như vậy. Uh, đối với LCG uh, rất là khỏe đúng không ạ? Tuyệt vời. LCG chúng ta có một nhịp bắt ở đây tuyệt vời luôn, từ vùng 12 và đến bây giờ là Nói chung là đến lúc này thì LCG vượt 17 rồi thì cũng 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 gọi là cũng nôn nao không biết làm gì. Có thì cầm thôi, cầm tiếp thôi IDC là một mã cổ phiếu đang rất là đẹp và đang hút được dòng tiền Các anh chị lưu ý, con IDC này khả năng cũng sẽ đánh giống con DG à, Trong tuần sau khi nó break được vùng 40 và đang tiệm cận lại kháng cự Đây là vùng 42 với lực cầu tương đối tốt ở trên 6 triệu cổ phiếu một phiên Như thế này là cực kỳ khỏe rồi thì với tín hiệu này thì tiếp tục kỳ vọng DG sẽ đánh về khoảng vùng 44. Thoát vùng 44 thì chúng ta sẽ có một cái trang kỹ thuật của DG tương đối hay. Sell thì em út này nó đánh hơi hơi chật vật một tí nhưng cũng không sao cả. Vùng hỗ trợ kỹ thuật của chúng ta đã phân tích vùng 8.4. Nhịp ngắn này thì nó sẽ đi về vùng 9.5 đến khoảng vùng 10. Bay được 10 thì lại ngon ngay. Đấy câu chuyện nó là như vậy thôi. Ờ uh, DRH ok trong tuần thì DRH cũng đã kéo lại vượt thoát vùng kháng cự ở đây là vùng 10.8 đến vùng 11 thì khi nó vượt như thế này thì có thể phiên ngày thứ hai nó sẽ có một cây nến kiểu kiểu như thế này các anh chị lưu ý đó nó có kiểu kiểu như thế này thì nó sẽ nằm ở đây tức là nó sẽ có thể kéo vượt lên đến khoảng vùng 11 8 gì đó nôm na là như vậy và sau đó thì nó sẽ quay về test lại ở vùng biên 11 đến biên biên 10.8 đến 11 đây thì cũng sẽ có thêm cái phân tích của em này IDC cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay và chúng ta bị lỗi và chúng ta đã sửa lỗi xong và đến thời điểm hiện tại thì IDC cũng sau khi mà nó chạm đạt được cái target phân tích ở đây thì nó đạt về cái vùng hỗ trợ ở đây có phân tích lại vùng 25 26 xu hướng này thì nó sẽ kéo lại vùng 3 x vượt thoát 3 x thì nôm na là có thể vùng 32 33 ở đây thì chúng ta sẽ canh chốt thôi HBC ở thời điểm hiện tại thì đánh nó cũng đang hơi phập phù Nói chung là tuần cũ thì nó có một cái hỗ trợ 14 đây tương đối đẹp và tuần này thì nó lấy lại được vùng 15. À, tuy nhiên là HBC trong cái đoạn này nó đánh không được ổn định nhiều lắm, vì vậy đến tuần tới thì sẽ có thêm một đến hai phiên nữa nó sẽ đi ở biên 14 7 đến biên 15 trước khi mà nó hình thành cái xu hướng tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp. À, SCR à, cũng đang hồi rồi và có thể nó sẽ có những cái điểm test lại ở quanh 10.5. Ở ờ, mục tiêu trong nhịp này thì SSR cũng sẽ đi về biên 11.5 đến biên 12. Tương đối ổn. DXG đất xanh. Đất xanh đánh thì cũng hơi hơi phập phù Nó à. nói chung là lực cầu nó không có. Khả năng sẽ lình trình ở quanh 22 thôi, chưa có nhiều các yếu tố đột biến. HHV siêu phẩm trình làng. Ờ, thì đối với HHV quan điểm là đánh dài và chúng ta đánh dài nên chúng ta gom dài À trên góc độ kỹ thuật thì tuần tới nó có thể test lại 21.5, test vùng 21.5 mà không gãy thì là đẹp. Cực đẹp luôn. Hoặc là có thể nó sẽ có thể nó sẽ nhả lại vùng 21 nhưng mà nếu mà giữ được vùng 21.5 thì cực kỳ đẹp. Kỳ vọng nhịp này em sẽ đánh về 24, sau đó thì chúng ta sẽ có những phân tích tiếp theo. Ở à, phân tích luôn con pen ITA uh, này, ITA thì nó chạm lại ITA uh, thì chúng ta phân tích ở vùng hỗ trợ đây sau đó một số anh chị em có hỏi là có bán không thì cũng có nói rồi vùng 625 mà thôi bán làm cái gì nữa và sau đó thì bắt đầu tăng tăng thì nó lại quay lại vùng 7.7 đến vùng 8 KBC các anh chị lưu ý là trong nhịp phân tích thì cũng có nói đến cái vùng 37 đó là vùng mà chúng ta sẽ bán bớt một phần phần còn lại thì chúng ta sẽ đua theo lái và đến lúc này thì KBC cũng đã có một tuần đánh tương đối tích cực và Uh, kỳ vọng là sẽ lên đến được đến khoảng vùng 45 và vùng này thì nói chung là cũng cũng chốt được rồi đó, chúng ta hiện thực hóa bằng lợi nhuận xong và cái dòng tiền đó thì chúng ta lại đi lại để chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư mới đó để chúng ta đảm bảo rằng là cái 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 việc chốt lãi của chúng ta phải luôn luôn làm luôn luôn giữ lãi là như vậy uh, rồi đi phân tích một uh, nhóm ngành cũng khá là quan trọng uh, đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là giá dầu giá dầu của chúng ta đang tiệm cận ở đây là vùng 6 à, vùng 70 đến khoảng vùng 71 Ok giá dầu khoảng vùng 70 đến khoảng vùng 71 anh chị thì đây là cái vùng kháng cự quay trở lại và đây nó đang có những cái điểm điểm đình trình ở đây này nên là nó đang khó khăn ở đây đây này thì giá dầu nó sẽ có những cái tác động đến đến nhóm nhóm P khá là lớn anh chị À, đối với GAT, à, hỗ trợ đây rồi 85 và đó, tuần này thì nó đang đi lại biên 88 đến 90 ở à, xu hướng của GAT thì nó cũng đang có một cái lực hồi phục ở đây và theo như dự báo hùng thì khả năng nhóm p sang tuần tới nó cũng sẽ có một vài cái điểm nhấn sẽ một có một vài cổ phiếu nó sẽ có những điểm nhấn kỹ thuật tương đối đẹp ở à, PLX đã khuyến nghị mua và mua xong thì bắt đầu có những tín hiệu kỹ thuật tương đối là tốt À, bản thân Pelix có đánh giá vùng 48 48.5, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật, chúng ta có thể canh lên, canh lên tàu. Bây giờ tuần cũ thì đánh thoát 50 rồi, khả năng nó sẽ có những cái điểm test lại 50 đến 50.5, đấy là cái điểm mua thứ hai hoặc là mua hết ở đây. À, trước khi mà chúng ta kỳ vọng về mặt kỹ thuật là cổ phiếu này có thể đánh lên vùng 52. PET thì cái tính đầu cơ nó khá là cao. Ờ, nó cũng đánh rất khó chịu lái con này nó đánh rất khó chịu đấy chứ không phải vừa là vừa đâu <laughs> thì uh, điểm mua break đối với pet ở thời điểm này thì chúng ta cũng phải hết sức lưu ý bởi vì uh, nhịp này nó ra như một nhát rồi thì không biết là nhịp này nó đánh thật hay là nó đánh chơi thì để biết thật hay chơi thì chúng ta cứ mò từ từ ví dụ như vậy các anh chị có mò từ từ ví dụ như biên test ở đây 26.7 có thể mò một điểm này trong trường hợp nó đạp gãy ấy, nó đạp gãy về đến nó đạp gãy về 25.5 thì có thể mò thêm điểm 2. Đó và sau đó thì quan sát trong trường hợp nó đạp mà không gãy được cái vùng 24 ở à, khoảng vùng 24 thì chúng ta cái túc tác chúng ta cầm để chúng ta dò thêm cái ý đồ tạo lập của pet sau này nhưng mà nếu mà pet mà đạp gãy vùng 24 như vậy là cái điểm mua break của chúng ta ở đây nó bị thất bại Chính vì vậy nên là chúng ta phải mua từ từ. Và có lưu ý ở đây là điểm mua break thì cần chú ý những cái gì? Đó, các anh chị lưu ý. Đó, những cái chú ý thì ông đã nói rất nhiều rồi. Sẽ không nói lại. Ở PVT cũng đang có một cái lực hồi. Và lực hồi này thì cũng đang đưa PVT lại vùng kháng cự 23 đến khoảng vùng 24. Các anh chị em lưu ý ở trong tuần mới. Ờ, chúng ta đặc biệt quan sát cái tín hiệu kỹ thuật ở đây để chúng ta có thêm cái phán đoán dự đoán Nếu trong trường hợp mà cái lực cầu nó không thể đi được tiếp nữa Thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta nên bán bớt cổ phiếu đi ờ, PVS đã khuyến nghị bắt trở lại Khuyến nghị bắt trở lại với một mục tiêu là PVS ở đây nó sẽ đi về vùng 24 ờ, PVS Ngày 30 tháng 8 Ngày 30 tháng 8 thì đang có những cái dấu hiệu tốt ở vùng 24.8 và có thể bắt đầu đảo thêm ở vùng này rồi. Đó, 24.8. Đấy, nó nôm na là ở vùng này. Và mục tiêu kỳ vọng ở nhịp này thì là đánh lại về 27.3. PVD trong tuần thì cũng đã có những tín hiệu kỹ thuật tương đối là tốt khi mà nó có xu hướng tiệm cận lại vùng kháng cự 20. Uh, khả năng sẽ có những nhịp nhả về 19.2 mà không uh, về vùng 19 mà không gãy thì được nói chung là vẫn giữ được còn nếu mà bay vùng 19 mà bị đạp uh, đạp gãy mạnh thì cũng có thể chốt bớt để về vùng giá thấp chúng ta có thể gom lại sau uh, BSR BSR thì trong tuần cũng đã có những cái điểm uh, test về mặt kỹ thuật nó tương đối là ổn ở trên vùng 18 cộng <laughs> Uh, và kỳ vọng uh, trong cái nhịp đạp á, thì mình có nói đến đây là vùng 17 là cái vùng mà hỗ trợ kỹ thuật thì cái vùng này chúng ta phân tích ở trên bản tin tuần cũ rồi. Uh, dự kiến thì mà BR sẽ có những điểm test lại quanh 18, uh, không gãy vùng 18 thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở trong nhịp này nó sẽ đánh lại vùng 19 đến vùng 20. Oi thì cũng không có nhiều các yếu tố đột biến, vùng 12 12 3 khuyến nghị gom thêm rồi, chờ cổ phiếu này đánh thoát được vùng 13 2 thì có thể kỳ vọng đánh về vùng 14. Ừ, POVK trong tuần vừa qua nó đã có một cái dòng tiền tương đối là tốt và đến thời điểm hiện tại thì POVK cũng đang uh, tiệm cận về vùng giá mục tiêu đó là vùng 12 năm uh, khả năng thì POVK sẽ có khoảng hai phiên các anh chị 2 đến 3 phiên nó test lại biên khoảng 12-25 uh, chắc chắn là nó sẽ có những biên test này biên test này mà ổn định không gãy uh, với uh, trong những phiên test đó thì chúng ta sẽ cần lực cầu rơi xuống cực thấp. À, rơi xuống khoảng tầm 6 7 triệu thôi, à, 8 triệu cổ phiếu và sau đó thì lực cầu tiếp tục bồi lại khoảng trên 25 triệu cổ phiếu. Thì như thế là chúng ta sẽ có target tiếp theo của em này ở khoảng vùng 13.3. Ờ à, các cái yếu tố tạo lập của từng cổ phiếu nó sẽ khác nhau. Đó, à, từng tính cách khác nhau. Đó, có người thì hung dữ, có người thì hiền lành. có người thì chạy nhanh, có người thì chạy chậm, đi chậm. Đó, có người thì đi bộ, có người thì đi nhanh. Đó. Rồi có ông thì nhảy cò, có ông thì nằm xuống để bò đi, đó. vân vân thì cái cách từng tạo lập thì chúng ta phải nghiên cứu rất là kỹ từng cái tạo lập của cổ phiếu thì chúng ta mới thắng được mới thắng được cái cái ý đồ tạo lập của người ta à, rồi ok thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích à, sang một cái nhóm rất là quan trọng đó là nhóm banh và nhóm chứng khoán thì à, đến thời điểm hiện tại thì ông nhìn thấy rằng là nhóm banh của chúng ta đang khá là ầm ờ à, sau một cái nhịp chỉnh về mặt kỹ thuật thì banh nói chung là đến thời điểm này thì chưa thực sự nhìn thấy cái dòng tiền à, sẵn sàng thực sự có thể quay trở lại đánh nhóm này à, một phần thì nó có một cái phần dự báo về cái 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 những cái tác động tiêu cực đến nền kinh tế đến các cái doanh nghiệp của chúng ta sau khi mà à, cả cái hệ thống chính trị của chúng ta và cả cái hệ thống dòng tiền của chúng ta dồn lực để à, cho các doanh nghiệp chống dịch đó thì nó cũng sẽ phát sinh uh, một số các vấn đề ví dụ nợ xấu nợ khó thu hồi rồi vân 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 thì đấy là một số các cái yếu tố kỹ thuật uh, mà nhóm banh sẽ uh, phải đối diện ở trong những tháng còn lại của năm 2021 uh, thêm một ý nữa đó là nhóm banh thì đã có một cái lực tăng rất là tốt ở đây rồi đó các anh chị tí nữa chúng ta sẽ nhìn lại chắc kỹ thuật của tất cả các em banh thì nó đã có một cái lực tăng rất tốt như vậy rồi thì sau một cái lực tăng rất tốt như vậy thì cổ phiếu toàn ngành nó cũng sẽ đi vào một cái trạng thái nghỉ ngơi rồi nó cũng sẽ đi vào một cái trạng thái tích lũy để nó hấp thụ hết những cái lượng hàng bị kẹp ở trên này tất cả những tài khoản mà mua Việt Công Banh ở vùng 115 là bây giờ ngồi trên ngọn cây hết rồi và nó dã cho khoảng 1-2 nhịp ở đây là coi như chúng ta ao hết ra đó, nó ao hết ra rồi thì tạo lập người ta lại gom lại nó gom từ từ đó họ cái gom từ từ vậy thôi họ cái gom túc tắc vậy thôi và họ gom không vội vàng đâu nó không vội vàng như nhà đầu tư cá nhân đâu tạo lập người ta phải gom trong vòng 2 đến 3 tháng nó có những mã cổ phiếu như vậy hoặc có những mã cổ phiếu người ta gom trong một tháng đó chứ nó không vồ vập như anh chị em chúng ta là nhìn thấy xanh là thôi thế là nháo nhào nhảy vào nhưng trên thực tế là vì sao mà tạo lập có thể đánh những phiên xanh như thế này bởi vì người ta đã có một cái hành trình người ta đã có một cái hành trình gom rất là sâu ở trước này thì hoặc là đây họ gom rất nhiều thì họ đã có một cái mặt bằng giá thấp và cái đoạn này họ bơm tiền vào để họ đẩy thôi đẩy cổ phiếu đi đó, bơm tiền vào để đẩy cổ phiếu đi thì họ đã có trung bình giá thấp ở dưới này rồi thì đến một cái đoạn nào đó là bắt đầu họ bắt đầu họ xả ra đó thì chúng ta nhào vào như vậy là cái cái vòng nó vòng quay như vậy thôi và vô hình dung nó như một cái kho t không các anh chị tức là họ tạo lập họ luôn nắm một cái lượng việt công banh ví dụ nó họ sẽ nắm khoảng tầm độ hai ba triệu cổ phiếu Việt công anh ví dụ vậy trong tài khoản họ luôn luôn có như vậy nhưng mà những cái nhịp này là họ chỉ đảo ra một triệu thôi, họ bán một triệu đi thôi. Và đến về những cái nhịp thấp thấp này họ lại mua lại một triệu. Ví dụ như vậy thì cái cách là uh, nó giống như cái kho thế không Các anh chị mà mà đánh kho thì các anh chị biết rồi. Uh, nhóm này thì nhìn chung là chưa có dấu hiệu khởi sắc và đang ở trạng thái tích lũy đi nền. Và chúng ta sẽ đi nhanh. Việt Công Banh xu hướng thì vẫn là uh, đây. 98 đến vùng 100 ở uh, BIDV như vậy là chúng ta đánh giá hùng hỗ trợ 37.5 đến vùng 38 khả năng thì nó sẽ có những điểm dập chiều quanh vùng 40 sau đó nó sẽ đạp lại ACB bây giờ sẽ cần thêm tín hiệu xác nhận đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó vùng 32 và quan sát mốc 31 đến 32 nôm na là ACB thì chỉ có như vậy thôi uh, công thương đến thời điểm này thì nó trong cái kịch bản mà có phân tích hai điểm chỉnh kỹ thuật của nó thì Uh, tuần cũ là nó đã đi về vùng 5 và nó đang có nhịp hồi lên. Nhưng nhịp hồi này thì cũng đang chưa thực sự là 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 là, là gọi là hồi miết, hồi đánh phải đánh bất chấp thì vẫn còn biên 31.2 đến khoảng biên 32. Đấy là những cái uh, cái cái ngưỡng kỹ thuật mà cổ phiếu này còn có thể đi. MBB thì uh, xu hướng chủ đạo kỹ thuật là đây một nhịp hồi nhưng nhịp hồi này nó cũng chưa đủ lớn và theo khả năng thì nó sẽ quay về vùng 27 để nó test lại. Uh, VB Bank đó uh, Bank cái nhịp này là rất nhiều anh chị em là hỏi mua này đấy mua làm gì đúng không ạ chúng ta tại sao phải khổ như vậy đó uh, mua xong thì thế này là trọn rồi đúng không về đến vùng 60 và xu hướng thì uh, lình xình ở quanh vùng 60 61 ở uh, trong trường hợp nếu mà không gãy 60 thì tốt nhưng mà gãy 60 thì chúng ta phải tính toán ở vùng 55 đối với kịch bản của VB Bank HT Bank thì đây rồi nôm na là đây đó thì vì sao mà nhóm banh ở trong cái thời điểm hiện tại là nó lại lừng khừng như vậy Nhóm banh đã tăng quá tốt các anh chị Đó ví dụ HD chúng ta có một cái hành trình tăng từ vùng 20 lên tận 30 50% trong vòng có 1 tháng 2 tháng Như vậy thì ào ào người ta chốt chứ làm gì người ta không chốt Các cái quỹ lớn người ta chốt chứ các anh chị Người ta đầu tư cả hàng triệu cổ phiếu đó, Những cái vốn đầu tư người ta cả hàng trăm tỷ ví dụ như vậy đó, 100 tỷ trong vòng 2 tháng lãi 50% Đúng không? là 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 người ta có 50 tỷ, 50 tỷ người ta không chốt mới là lạ. Ờ à, và hiện tại thì HD Bank cũng đang ờ à, à, làm vòng theo một cái sóng hình sin thì tạm thời chúng ta sẽ lấy cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó là 253. Ờ à, sâu hơn thì có thể tính ở vùng 248, ở à, trong trường hợp mà không mất 248 thì còn được, còn mất 248 thì gần như HD Bank cũng không còn những cái cơ hội để mà có thể phục hồi nữa. TP TPBank thì uh, nhìn chung là chủ đạo đi ngang uh, quanh vùng 34 thôi. SHB, ok, SHB đây, cho các anh chị một cái góc nhìn của SHB đó, uh, nó đúng như những cái gì Hùng nói thôi. Uh, đó là vùng kháng cự của nó 29 đến vùng 30, gặp cái vùng kháng cự này thì đứt. Uh, vùng hỗ trợ ngắn của nó thì lấy vùng 27 và trên đến tuần thì đang có một cái xu hướng ở đây 269 rất suy suất nó đang bị mất này. Uh, thì nó cần một cây nến xác nhận ở đây Nếu như nó không lấy lại được vùng 27 Thì như vậy là khá là xấu STB các anh chị rồi Vùng 28 là kháng cự ngắn ở đây rồi Xu hướng thì uh, uh, Theo về mặt quan điểm Là STB đang bị mất cung Mất cầu Nên là nó sẽ đi ngang vùng 27 Trong trường hợp gãy 27 Thì nó sẽ test lại biên ở đây là 26-26.5 Uh, liên việt post banh sau một cây xe thì nó cũng đã trả lại 1 phần 2 cây và xu hướng khả năng thì sẽ quay về vùng 22 đối với liên phong banh BBB cũng không có nhiều các cái dư địa hiện tại thì nó đang đi ngang 2 tuần rồi 18.5 đến vùng 19 với lực cầu thấp như thế này thì uh, cũng chỉ xác nhận là nó tiếp tục đi ngang thôi trừ khi nó phiên thứ hai phiên thứ ba hoặc là một cái phiên nào giao dịch nào đó nó có một cái Tín hiệu kỹ thuật để giúp cho Hùng Lê nhận diện cái khả năng quay trở lại của dòng tiền, khả năng đánh lại của mã cổ phiếu BBB. MSB ngân hàng Hải thì đối với MSB có phân tích lại một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó đây 26 26.5. Xu hướng nhịp hồi này thì sẽ đi về vùng 292, sau đó sẽ có thêm những cái nhận định tiếp theo. Phân tích một số các nhóm ngành chứng khoán thì đối với nhóm ngành chứng khoán ở trong thời điểm hiện tại thì cũng sẽ có những cái cảnh báo đối với những tài khoản đang nắm nhóm ngành này. Ờ, trong những trường hợp mà cổ phiếu bị gãy các điểm hỗ trợ kỹ thuật hay nôm na gọi là điểm chốt, điểm giữ lãi cứng, thì khi chúng ta đầu tư chúng ta sẽ đề ra cho mình một cái ngưỡng nào sẽ là một cái ngưỡng mà chúng ta sẽ bán cổ phiếu. đó nó giống như kiểu cắt lỗ thì chốt lại nó không phải như vậy tức là nếu như đến điểm đó gọi là điểm mà chúng ta không thể giữ cổ phiếu nữa để chúng ta giữ lãi thì đấy là những cái điểm kỹ thuật mà chúng ta đã lưu ý là nhóm ngành chứng khoán nó cũng đang ở một cái trạng thái bão hòa bão hòa và nó phải cần một cái một cái nguồn tiền mới một cái cơn gió mới thì nó mới thổi bay được cái nhóm này chứ còn nhóm này cũng đang có những cái, cái tín hiệu như vậy thì các anh chị lưu ý VCI thì khả năng sẽ đi ngang 60 nhưng xu hướng kỹ thuật thì dự báo khả năng là nó sẽ quay về nó test lại vùng 55 <laughs> SSI đến thời điểm hiện tại thì nó cũng chưa gọi là xấu cũng không đẹp đi ngang biên 58 đến biên 60 đấy là biên các anh chị lưu ý HCM thì cũng hồi rồi và với quan điểm kỹ thuật thì lên đến vùng 55 đến vùng 56 thì ta à, nên chốt bớt nếu chúng ta đang ôm cổ phiếu này tương đối nhiều thì chúng ta chốt đi 50 phần trăm sau đó thì chúng ta sẽ uh, lần theo lái và nếu như mà lái mà đánh lên tiếp thì chúng ta sẽ có 50 phần trăm hàng còn nếu mà không đánh lên thì chúng ta cũng đã có một cái lượng chốt lãi rồi yên tâm rồi kê cao gối ngủ rồi đúng không ạ thế cho nó khỏe khổ làm gì các cụ dạy rồi tham thì thâm thôi đấy là cái câu nói các cụ nói từ ngày xưa rồi ngàn đời xưa rồi Uh, SHS thì uh, có vùng hỗ trợ 373 và hiện tại thì đang đi ngang ở kháng cự 40, nói chung là 373 thì không gãy thì cứ cầm Em này có một hỗ trợ trung hạn ở vùng 35, tức là khi mà nó đang ở trên 35+, cộng thì vẫn còn ổn, gãy 35+, cộng thì như thế là xấu MBS cũng có một lực hồi và trên quan điểm kỹ thuật thì vùng uh, kỹ thuật của nó ở đây là khoảng vùng 37.5, 37 đó là kháng cự, các anh chị lưu ý CTS ở đây trong tuần thì nó cũng giao dịch đang tương đối tích cực và tiếp tục bám sát kháng cự ở biên 30. mươi. nôm na thì điểm mua thì không còn nữa rồi, còn các tài khoản mà đang cầm thì chú ý là có thể chốt một phần và trong trường hợp mà cái biên 27.5 bị vi phạm thì đấy là cái biên kỹ thuật cuối cùng. Mà các anh chị em có thể chú ý để chúng ta quan sát để chúng ta chốt lại. Ở FTS cũng như vậy, FTS thì cũng đang đi khá giống CTS, đang bám biên kháng cự 56 và em này có một biên hỗ trợ kỹ thuật ở 50. Nôm na là trên 50 cộng thì cứ cầm, gãy 50 thì ta mang hàng ra ta táng. Ở VND kháng cự ở đây thì hiện hữu rồi, vùng 55 và nó đang test lại hỗ trợ vùng 48.5, gãy 48.5 thì cũng như vậy, táng. Đúng sai tính sau. Ở đối với AAS nó có kháng cự 16 năm ở đây tương đối là mạnh hiện tại thì em này cũng đang khá là tích cực đó đi 14 6 15 năm không gãy à, tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì à, nếu mà tuần tới mà kéo được về đến cái vùng ở đây đó là vùng khoảng 17 17 cộng á đó, đó thì cũng táng được rồi thôi cứ tạm thời như vậy về đến dưới này chúng ta lại, lại 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 múc đó ví dụ như này thủng 12 không thủng 12 năm đây ví dụ như đây điểm 12 năm đây 12 năm à 12 năm hay bao nhiêu này hình như chia em này chia hay sao là có thể cân phun hàng đấy là những cái điểm mà chúng ta ở thấp thế này thì chúng ta có thể sẵn sàng để chúng ta ứng phó đó VX VX thì VXX dự báo về xu hướng thì nó sẽ quay lại ở vùng đấy 25 26 cái này đã dự báo trong bản tin tuần cũ rồi Ok bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành khác các anh chị nhé sau đó thì chúng ta sẽ nói về thị trường à Phân tích nhóm ngành thủy sản Thì đối với FMC hiện tại đến thời điểm hiện tại như vậy là FMC đã hoàn thành một trang kỹ thuật Phải nói là tuyệt vời Trong tuần vừa qua thì FMC đã đánh quay lại Vùng 45 và sau khi quay lại vùng 45 thì cổ phiếu này đang có hai phiên hai phiên test tích lũy ở đây tương đối ổn thì uh, nhóm ngành thủy sản hiện tại là cũng đang có xu hướng đánh vượt đỉnh hết các anh chị nên là ở đây có khả năng chúng ta sẽ tính toán một điểm mua break một điểm mua break thì điểm mua break như nào thì các anh chị biết rồi uh, nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại ở dự kiến dự kiến không gãy vùng 44 thì chúng ta có thể sơi à, một điểm break ở đây vừa mua vừa thăm dò à, với một cái kỳ vọng tiếp theo đó là nó sẽ đánh về vùng 50 đối với SMC trong trường hợp mà cổ phiếu này bị mất những cái vùng hỗ trợ quan trọng ví dụ vùng 42 và thậm chí là mất lại vùng 40 ở đây thì chúng ta phải SL cái điểm mua break ở đây đó chúng ta tham dò như vậy còn đối với FMC thì cũng có phân tích một cái điểm mua kỹ thuật của nó rất sớm ở đây, nếu nhớ không nhầm thì khoảng vùng 32 đến vùng 34. Đó ví dụ nhá, ờ uh, FMC chúng ta sẽ có một cái một cái phân tích uh, khả năng sẽ cực kỳ sớm. Ngày 13 tháng 7 ờ uh, hiện tại vùng 31.5 đến vùng 32 đó, các anh chị có thể đây. Uh, 13 tháng 7 ở nhóm thủy sản chúng ta chú ý đến bốn mã cổ phiếu 13 tháng 7 là khuyến nghị bắt bốn mã cổ phiếu VHC đã đạp đạp tới bến rồi thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích VHC đó thì vùng 31.5 đến vùng 32 tại cái thời điểm đó uh, đây 31.5 đây các anh chị 32 đây thì tại cái thời điểm 31 tháng 7 uh, những cái, cái à, 10 13 tháng 7 xin lỗi cả nhà là những cái thời điểm mà bắt đầu phân tích một cái trang kỹ thuật lên của FMC đó, và chúng ta đã đưa lên được những cái vùng rất là cao ở trên này rồi đó thì những cái điểm mua break này là những cái điểm mua mà chúng ta gọi là vơ bèo vượt trép Chính xác là như vậy sau một cái trang kỹ thuật của chúng ta đánh rất thành công thì chúng ta hoàn toàn có thể làm những cái việc như vậy Đó với VHC cũng như vậy đúng không VHC thì chúng ta đánh giá một cái vùng hỗ trợ đạp tới bến rồi Và đạp đến vùng 36.5 đến vùng 37 là cái vùng hỗ trợ rất đẹp 36.5 đến vùng 37 ở đâu Bala Đây 36.5 đến 37 đây các anh chị và tại thời điểm này thì bắt đầu phân tích một cái sóng lên của VHC Và đến thời điểm này thì VHC cũng đã gần như là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở trong cái nhịp này Đó là 48 trên 48 sau đó bị đạp Đạp thì trong cái nhịp đạp này nếu nhớ không nhầm thì lại phân tích lại một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây Và từ đây thì nó lại kéo lên à, VHC thì bây giờ để nói để một cái điểm mua kỹ thuật ở đây thì nó cũng khá là khó khăn Bởi vì thông thường thì cũng sẽ ít khi mà khuyến nghị mọi người mua ở trên này lắm À, còn đối với điểm mua break thì chúng ta vẫn có thể mua được nhưng nó sẽ phải tuân thủ những cái nguyên tắc kỷ luật rất là nghiêm khắc đối với điểm mua break. Khả năng thì uh, VHC sẽ có những điểm test lại ở quanh vùng 47, năm đến 48. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm cái phân tích về tín hiệu của em này. Uh, CMX. CMX thì nó thanh khoản hơi thấp và cái con này thì uh, trên quan điểm kỹ thuật lồng nói rồi đánh... Uh, nó chỉ có một vài cây nến thôi là nó đủ target thì đây này có ba cây đủ luôn target vùng 10 14 15 gì đây này nôm na ở đây thì chốt thôi à, ANV cũng đã có một cái hành trình rất là thành công và tới thời điểm hiện tại thì MV đang kéo lại về vùng kháng cự của nó đây là vùng 32 trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu này mà không giữ được 32 ấy, thì anh chị có thể chốt bớt giữ được 32 thì có thể kỳ vọng lên vùng 34 đến 34 năm chúng ta chốt và đây là nhịp hồi để chúng ta chốt chứ không phải là ACL em này thì thanh khoản thấp lắm Nói chung ở đây ở vùng 13 có hàng thì canh mà chốt IDI rất là tuyệt vời IDI thì một cái mã cổ phiếu này khá là tâm đắc ở trong cái thời gian vừa qua chính vậy nên là cũng đã có những cái phân tích À, cùng với mã cổ phiếu ASM, IDI phân tích cùng với ASM. Ngày mùng 5 tháng 8 là anh chị em đã gom đủ hàng chưa? IDI 13 tháng 7, 20, 20 tháng 7 bắt đầu IDI. Ờ à, đó thì bắt đầu à, có những cái điểm phân tích lại IDI ở vùng 5 ngày gần đây nhất là ngày 5 tháng 8 gom đủ hàng. Thì à, đối với IDI trong tuần vừa qua sau khi mà nó chỉnh uh, giảm về mặt kỹ thuật ở đây thì nó đã có một cái sự hồi phục rất là mạnh mẽ ở đây. Uh, trong tuần nó đánh lại vùng 6.7 và đang đóng cửa ở vùng 7.02 thì trên cái góc độ kỹ thuật thì cổ phiếu này có thể sẽ uh, quay về test ở vùng 6.7 thêm một hai phiên nữa để lấy đà. Và sau khi lấy đà xong thì kỳ vọng nhịp này sẽ đi tương đối là xa đó, trước mắt thì sẽ 7.8 đến vùng 8. ASM cũng là một cái mã cổ phiếu rất hay và đã được khuyến nghị đầu tư ăn hai cây trần rồi. ASM và IDI 16 tháng 8 15 uh, hướng về target tức là ASM cũng bắt bắt rất là sớm 15 11 tháng 8 Anh ta ghét đầu tiên đó nâng ta ghét lên vùng 16.5 tức là m cũng đã có một cái quãng thời gian mà chúng ta uh, phân tích về mặt kỹ thuật của nó và uh, sau một cái nhịp và uh, chỉnh giảm kỹ thuật ở đây thì đã, đã bắt đầu đã bắt lại ở hiện tại thì trong tim mùng lên cũng đã cầm tương đối nhiều mã cổ phiếu này rồi break 16 break 16 và đang có xu hướng là tiệm cận vùng 17. Ở trên góc độ kỹ thuật thì ASM có thể quay trả cung lại một nhịp nữa ở quanh vùng 16.5. năm. trước khi mà hướng đến vùng mục tiêu 18 đến 18.5 và xa hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng trong nhịp này thì ASM sẽ đánh break đỉnh. Bởi vì thời điểm hiện tại thì con ASM này nó có hai cái yếu tố, một là nó thủy sản và nó có hai có có thêm cái mảng năng lượng và các cái cổ phiếu của nhóm ngành điện thì chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ phân tích thêm ba mã cổ phiếu ngành điện đã được khuyến nghị phân tích ở trên team thì nó đang khá là tốt nhóm ngành hóa chất thì chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu CSV rất là đẹp các anh chị đó và đến thời điểm này thì CSV nó cũng gọi là siêu siêu phẩm rồi nó không 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 có gì để chúng ta để bàn cãi về mã cổ phiếu này nữa và xu hướng này thì nó sẽ hướng về vùng giá mục tiêu là 50 à, DGC thì đang hướng về vùng giá mục tiêu 120 sau khi nó hoàn thành vùng giá mục tiêu 110 nó xu hướng về vùng 120 ở đây và nó đang có vẻ là đang đang bị chờ đến kháng cự này Chắc, tất nhiên là nó sẽ cần thêm một vài phiên nữa để nó có thể à, lao qua được đúng không ạ nó cũng cũng cần thời gian LAS thì trong tuần cũng chính thức là đạt cái target mục tiêu 18 trên 18. Khả năng tuần tới thì LAS sẽ có những cái điểm test lại quanh 17.5 không gãy thì chúng ta sẽ nâng target của LAS lên khoảng vùng 2x là tương đối đẹp. Nhóm ngành mía đường cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư và <laughs> trong đó thì chúng ta phải kể đến mã cổ phiếu SBT thì đối với SBT đang Hùng đang phân tích một cái nhịp hồi và cái nhịp hồi này thì nó dự kiến nó sẽ chạm chạm lại vùng 23 đến 23.5. Đó các anh chị, đấy Đó, chạm về đây thì nó sẽ trần ngay thôi, nó gặp kháng cự mà. Thì trên cơ sở kỹ thuật là nó sẽ có những cái điểm test lại về mặt kỹ thuật 22, tức là 22 không gãy thì cái cơ hội công lại 23 năm 23 là còn nó gãy 22 là các anh chị lưu ý. Ở chúng ta sẽ chốt để chúng ta giữ lãi. Và về đến vị thế thấp chúng ta lại gom hàng sợ cái gì đúng không ạ cổ phiếu nó chỉ như vậy thôi QNS thì rất là đẹp rồi trong tuần thì gần như QNS đã bay mốc kháng cự 49 với là hiện tại thì QNS sẽ hướng về cái vùng giá mục tiêu ở đây khoảng vùng 554 đến khoảng vùng 55 LSS một số các anh chị có comment hỏi là giải thích vì sao vùng lại chỉ có đặt cái vùng giá mục tiêu đến vùng 14 đến vùng 4 năm thôi Uh, thì bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là an toàn là gì an toàn đó là được đặt ra khi chúng ta mua cổ phiếu ở vị thế thấp ok các anh chị và khi về đến những vùng giá mục tiêu thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt lãi và chúng ta giữ lãi thì uh, và sau khi chúng ta canh chúng ta chốt lãi xong thì chúng ta thu lại một cái dòng tiền và cái dòng tiền đó chúng ta lại bắt đầu đi uh, vào cài cuốc ở những cái điểm mã cổ phiếu nó đẹp hơn nó gặp hỗ trợ thì uh, bởi vì sao mà chúng ta lại lại đặt cái mục tiêu như vậy bởi vì LSS là chúng ta đã có những cái phân tích kỹ thuật cực kỳ sớm cùng với cả uh, QNS và 13 tháng 7 nhìn lại nhóm mía đường từ 13 tháng 7 9 đến vùng 9.3 13 tháng 7 đó các anh chị. Đây là tháng 9 này thì đây là tháng 8 này, đây là tháng 7. Uh, báo cáo với anh chị em là LSS cũng đã có những cái phân tích từ vùng uh, 9 đến vùng 9.3 là vùng giá khuyến nghị để làm việc. Đó và bay 10 khi mà cổ phiếu LSS mà bay 10 thì chúng ta sẽ chiến rất là mạnh và các phân tích sớm để uh, để để cho anh chị em có đủ thời gian để chiến đấu và đấy là từ ngày 13 tháng 7 các anh chị. Từ ngày 13 tháng 7 từ ngày 13 tháng 7 là đã bắt đầu có những cái phân tích sớm về như vậy vậy thì khi chúng ta đã gom được những cái vị thế sớm như này đúng không ạ từ vùng 10 mà chúng ta lên đến vùng 14 thì chúng ta đạt 40% rồi các anh chị còn còn cái gì hơn nữa không ạ thì tại sao chúng ta lại không giữ lãi ở những cái vùng như thế này đó vậy thì cái quan điểm là khi cái quan điểm an toàn nó nằm ở chỗ đấy và về đến cái vùng này thì thông thường cũng sẽ khuyến nghị là chúng ta sẽ chốt khoảng 50% ở à, cái phần còn lại Chúng ta vẫn còn cơ hội để chúng ta đua với lái mà, chúng ta vẫn còn cơ hội để đánh vượt đỉnh ở đây. Thế thì khi mà nó đánh vượt đỉnh thật á, đó, đó khi đó thì chúng ta lại bắt đầu chúng ta lại có một chiến thuật mới đối với cổ phiếu vượt đỉnh. Không sao cả. Khi chúng ta đã có 50% vị thế rồi, ok cổ phiếu này đánh vượt thoát 15, cứ để nó đánh vượt thoát 15 đi. Sau đó thì chúng sẽ quan sát được cái mức độ hấp phụ cái lượng hàng test cung ở đây có đủ lớn đủ mạnh không và cổ phiếu này có thể đánh tiếp được về đến vùng 17.5 đến vùng 18 không? Nếu như chúng ta dự báo được cái xu hướng là cổ phiếu có thể tiếp tục đánh tiếp. Ok, chúng ta lại giải ngân tiền chúng ta mua rất an toàn và chúng ta lại ăn khúc 15 lên 18. Đó. Rồi, đó thì cái quan điểm như vậy thì như vậy là trong mọi cái trường hợp thì chúng ta luôn tính toán một cái góc độ an toàn nhất cho tài khoản của chúng ta. Đó, thì cái cái câu chuyện an toàn nó là như vậy, luôn luôn được đặt ra. Ờ uh nhóm ngành uh, Ta phân tích một số các mã cổ phiếu khác hay phân tích BMI BMI thì đến thời điểm hiện tại là đây rồi kháng cự nó chặn ở đây rồi 36 đến vùng 37 rồi Hỗ trợ ngắn ở nó ở vùng 32 Ở uh, Bích cùng họ với BMI và đối với con Bích này thì uh, ở trong những cái góc độ phân tích kỹ thuật đó, thì con nói đến là chúng ta sẽ nhìn nó ở trên cái góc độ trên tuần thì uh, về mặt góc độ trên tuần thì nó cũng đã hoàn thành cái tiêu chí đặt ra ở đây đó là 28 trên 28 uh, em này thì em đánh uh, đánh tương đối là phũ tức là nó có những cái cây nến đạp nó hơi phũ nhưng trên góc độ kỹ thuật thì uh, nó đã bước vào một cái chen dài rồi và khi nó bước vào một chen dài rồi thì cứ thế nó túc tác nó đi thôi <laughs> ngắn hạn thì sẽ kỳ vọng công thủng vùng 30 xong thủng 30 thì chúng ta sẽ tính tiếp uh, KSB KSB như nào nhỉ KSB thì cũng rất là tưng bừng đó thì uh, KSB tại vì sao mà ở vùng 31 32 này thì cũng có khuyến nghị chốt bớt một phần bởi vì sao bởi vì chúng ta đã bắt KSB từ những cái vùng vị thế rất là thấp từ những cái vùng 23 đến vùng 24 đó là vùng mà chúng ta đã bắt được những cái target rất là thấp rồi đó những cái điểm vào rất là thấp như này thì lên đến những cái vùng 31 32 đó là cái vùng an toàn để chúng ta giữ lãi một phần. Và sau khi giữ lãi xong, ok chúng ta vẫn còn hàng để chúng ta đua với lái Đó, nhịp này thì khả năng là về 35 rồi. Tương đối đẹp. À, sau khi nó break à, và một số các anh chị em có hỏi Hùng là có chốt không thì tùy cái quan điểm thôi nhưng mà có đưa ra một cái ngưỡng ở đây đó là ngưỡng 31. À, trong trường hợp cổ phiếu này không gãy 31 thì cứ thế cầm Còn nếu gãy 31 thì nên chốt bớt Và để hướng về mục tiêu 35 PLC cũng rất là tuyệt vời <laughs> Thì uh, PLC là sau khi mà bị sai ở đây Thì đã ngay lập tức là sửa sai Tức là sau cái điểm mà nó đánh vượt thoát ở đây Thì uh, chúng ta chốt bớt một phần Nhưng mà nhận diện thấy rằng là PLC còn có thể đi được Thì chúng ta sửa sai ngay đó thì nó giống như cái câu chuyện mà LSS á. Trong mọi uh, trong mọi cái tình huống thì chúng ta sẽ để ở uh, uh, chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ, sẽ 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 sửa sai ngay, đó là vùng ngày mùng 3 tháng 8 đấy các anh chị này. Uh, sau khi mà ngày mùng 3 tháng 8 thì Hùng dự báo là cái nhiệm vụ của Hùng Lê kết thúc rồi, bởi vì nó đạt cái target 31.2 rồi. Ờ, nhưng mà đến ngày mùng 5 tháng 8 là phải sửa sai ngay khả năng nhiệm vụ này chưa kết thúc và các tài khoản đang uh, cầm đã chốt thì có thể uh, đó và khả năng mở trang kỹ thuật của PLC rất là cao test lại bay không gãy vào thêm 31.5 với số cổ phiếu đang nắm giả sử đang nắm 500 cổ phiếu thì chúng ta cần thêm 500 cổ phiếu nữa Ờ, các cái tài khoản mà chưa có hàng thì có thể làm nhịp sổ số. số. Ờ, có lãi rồi thì đánh vui không có sao cả. Đó, thì cái câu chuyện là chúng ta luôn an toàn đó ở vùng 3132 đây. Ờ, nhận diện thấy là a à, cổ phiếu này còn có thể đánh tiếp được. Ok, chúng ta lại cân. Đẹp rồi, PLC đánh như này cũng là tương đối đấy. Ờ, trên góc độ kỹ thuật thì PLC có thể test lại vùng 38 không gãy là đẹp và sẽ kỳ vọng Kéo tiếp như thế này là kỳ vọng kéo tiếp Bởi vì lực đánh của dòng tiền hiện tại Cũng đang tương đối là tốt à, Trong trường hợp nếu mà bị gãy 38 Các anh chị lưu ý, bị gãy 38 Thì như vậy là chúng ta phải à, Mua mới thì nói chung là phải bán hết SL hết tất cả những cái vị thế Và à, chúng ta tất toán Một cái vòng quay của cổ phiếu Như vậy là khá là ok rồi DHA à, Hơi muộn màng, à, à, dah. DHA à, Đối với D, DHA Nó hơi muộn màng à, Xuất phát sau một tí Nhưng mà chúng ta các tài khoản đóng tim Cũng đã có một nhịp ban rồi DHA DHA <laughs> Ngày 29 tháng 8 à, Ngày 19 tháng 8 ở Nhân tiện câu hỏi à DHA ngày ở đây 19 tháng 8. Ngày 19 tháng 8 là nhân tiện cái câu hỏi em út uh, vì chưa bắt nhưng thanh khoản đã đạt rồi và các cái tài khoản mà chúng ta đánh DHA ngày 19 tháng 8 thì uh, canh cái vùng 44 đến vùng 45. Uh, 44 đến 45 giải lệnh bắt dần, giải lệnh bắt dần ở vùng 44 đến vùng 45. Đó. Uh, bắt dần xong thì nhịp này thì dự kiến uh, con này thì nói chung là khoảng tầm độ 10% mới té thôi. 50 chúng ta xả một ít nếu trường hợp nó kéo lên được vùng 53 54 đó chúng ta xả nhịp 2 53 thế thôi ăn một nhịp mà ngắn ngắn nhẹ nhẹ nhàng nhàng thế thôi và chúng ta té FRT cũng rất nhiều những anh chị em chúng ta cũng đang quan tâm đến cái góc độ phục hồi kỹ thuật của em này à, thì có đánh giá ở vùng 37 là vùng hỗ hỗ trợ trong tuần thì FRT đánh tương đối như thế này là tương đối ổn và kỳ vọng thì FRT sẽ hồi lại ở vùng 44 đến khoảng vùng 45 ở trong nhịp này về đến vùng này mà động lực đi mà bị kém đi thì anh chị em có thể chốt ở đây DBC Dabaco mọi người cũng đang nắm mã cổ phiếu này và hiện tại thì thanh khoản của em Dabaco này cũng đang tương đối tốt rồi à, Tuy nhiên à, vùng kháng cự hiện hữu ở đây vùng 65 các anh chị lưu ý có hàng thì chúng ta chốt à, nhóm cổ phiếu ngành điện thì uh, có NT2 đã khuyến nghị mua <laughs> mua xong thì uh, được hai cây hai cây trần NT2 ngày 29 tháng 8 chủ động cách mua điểm 2 thế thì chứng tỏ là ngày nào ngày 27 tháng 8 là NT2 bắt thăm dò vị thế vùng 19 19 55 dòng tiền đánh uh, dòng tiền oánh khá tốt cổ phiếu này và cổ phiếu này thì vẫn còn điểm mua để có thể chiến đấu đó ok đồng thời với thời điểm đó thì ASM đang 14 14 mấy đây này uh, thì nôm Na là 19 đến 19 mấy đây là có điểm mua thì cây xe thứ nhất và đến bây giờ là cây xe thứ hai thì uh, theo dự kiến uh, với cái lực đánh như thế này thì chúng ta sẽ ăn cây xe thứ ba uh, 21.5 nó sẽ có một cái điểm test kỹ thuật ở đây và dự kiến thì nó sẽ táng về lại vùng 23 thì về vùng 23 này là bắt đầu xả 50 phần trăm ví dụ như vậy uh, kéo được lên vùng 24 đó, uh, 24 ta lại xả tiếp khoảng 20 phần trăm nữa nó uh, về lên đến vùng 25 thì ta lại xả tiếp 20 10 phần trăm nữa ví dụ như vậy cứ 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 lên đạt được 26 ví dụ vậy ra xả dần bởi vì chúng ta đã gom được những cái vị thế thấp này và chúng ta làm ba cây xe rồi thì thì là 7321 21% rồi, bán được rồi. Ờ à, QTP, QTP ở thời điểm hiện tại à, chúng ta à, đưa vào tầm ngắm và trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì đã à, khuyến nghị mọi người ở góc độ là điểm mua break. À, thì điểm mua break thì chúng ta cứ phải bình tĩnh thôi. Nói chung là như vậy, chúng ta không được vồ vập và làm 10% ở quanh 17.9 Bởi vì uh, quan sát thấy nó không Không chỉnh để mà gom Thì uh, trong kỹ thuật Thì dự kiến là nếu đúng mà uh, Chúng ta gom được ở vùng 16.5 đến vùng 17 ấy, Thì chúng ta sẽ mua sẽ tự tin hơn So với cái điểm này Bởi vì khi mà chúng ta không có vị thế thấp Mà chúng ta gom ở điểm này Thì chúng ta phải từ từ thôi Và chúng ta sẽ chờ thêm tín hiệu uh, Cái con TTA GTTA thì bây giờ nó cũng đánh rồi, nó cũng đánh rồi nhưng mà khả năng cổ phiếu này vẫn còn cơ hội ngắn hạn thì vẫn còn cơ hội quanh vùng năm đến vùng 15 thì khả năng là chúng ta cũng có thể bắt đầu dò uh, kỹ thuật ở đây để quánh trận này đánh trận này được vẫn còn những cái cơ hội như vậy. Rồi ok các anh chị uh, tuần qua thì chúng ta sẽ view một số các mã cổ phiếu như vậy Và đến bây giờ thì chúng ta sẽ <laughs> dành khoảng 10 phút uh, Còn lại của bản tin chúng ta sẽ nói về xu hướng thị trường trong tuần mới uh, Thì đến thời điểm hiện tại uh, sau khi mà chúng ta view lại kỹ thuật các cái nhóm ngành Và uh, tín hiệu kỹ thuật của chỉ số VN30, VN30F1M và chỉ số vn index Thì uh, trên góc độ kỹ thuật là tín hiệu kết tuần là đẹp Tín hiệu kết tuần là đẹp khi mà uh, bộ ba chỉ số thị trường của chúng ta vẫn đang giữ lại được, giữ lại được ở các ngưỡng uh, hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Ở đây. Đó, uh, giữ, 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 giữ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, ví dụ như là ta sẽ nhìn thấy ở đây chỉ số VN30 đang giữ lại được ở trên vùng 1420 đúng không ạ? Chỉ số VN30F1M phái sinh vẫn đang giữ được ở trên vùng 1423 điểm và đối với chỉ số index của chúng ta vẫn đang vững vàng, nói chung là tương đối vững vàng ở trên biên 1320 đến 1325. Thì đấy là cái tín hiệu tích cực khi ba phiên giao dịch của tuần vừa qua đã đạt những cái yếu tố kỹ thuật tương đối đẹp. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng một cái kháng cự cận kề của chúng ta ở đây, đó là ví dụ chỉ số VN3 chỉ số index của chúng ta ở đây. Vùng 1335 đến vùng 1340 điểm của chúng ta ở đây Và chỉ số phái sinh và chỉ số VN30 của chúng ta Thì trong bản tin tuần cũ Hùng đã đưa ra một cái vùng kháng cự ở đây Đó là vùng 130 đến vùng 135 thì kháng cự này đang hiện hữu Và vì sao cái kháng cự này nó chưa đủ động lực để vượt qua Thì một cái thực tế mà các anh chị có thể nhìn thấy ở trong tuần giao dịch vừa qua Đó là à cái điểm số thì nó giao dịch trong một cái biên khá là hẹp tuy nhiên à, các mã cổ phiếu tăng trần tăng kịch trần hoặc tăng rất mạnh thì lại xuất hiện rất nhiều trong tuần vừa qua đặc biệt là nhóm ngành makeup thì à, xem à, lại thì chúng ta thấy rằng xu hướng của nhóm makeup vẫn đang khá là tốt trong khi đó thì xu hướng của nhóm ngành la cap tức là những nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn À, kết hợp với đó là hai cái nhóm bị chi phối tương đối lớn đối với chỉ số của thị trường đó là nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán thì nó đang ở một cái trạng thái tích lũy ở đang ở một cái trạng thái giao dịch nó khá là dập dìu chính vì vậy nên là là cái động lực để thị trường bứt phá mạnh trong tuần vừa qua nó lại không có nhưng các mã cổ phiếu mix cap bứt phá mạnh trong tuần vừa qua thì lại rất nhiều đó chúng ta chứng kiến rất nhiều các mã cổ phiếu penny ví dụ cổ phiếu một vài cổ phiếu vui vui cdo đấy, những cái mã cổ phiếu mà chúng ta phân tích như vậy thì nó đã tăng rất tốt trong cái tuần giao dịch vừa qua thế thì để bước đến một cái tuần giao dịch mới tuần giao dịch thứ hai của tháng 9 đó thì chúng ta sẽ tiếp cận thị trường ở trên những góc độ như thế nào thì tiếp tục theo như quan điểm của hùng thì nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán tiếp tục dập dìu tức là cái góc độ kỹ thuật đối với nhóm chứng khoán nếu như tạo lập mà đạp gãy các cái ngưỡng hỗ trợ thì cái lực chốt sẽ rất lớn đó thì nó sẽ tác động những cái tín hiệu xấu lên thị trường trong khi nhóm banh thì cái dòng tiền chưa thực sự sẵn sàng để có thể quay lại nhóm banh đó à, như vậy thì cái hai cái nhóm trụ cột nhất của thị trường thì chúng ta thấy rằng là nó cũng đang khá là dập dìu đó như vậy thì điểm số thị trường nó sẽ không có khả năng sẽ không tăng mạnh ở trong tuần mới trừ khi là phiên giao dịch nào đó có một phiên nào đó nó có phát đi một cái tín hiệu thì khi đó thì hùng lại, lại bẻ kịch bản nhưng đến tại thời điểm này cũng đang nhìn như vậy. À, còn các nhóm ngành khác thì nó cũng đang tiệm cận lại về những vùng kháng cự mạnh là vùng kháng cự mà nó vừa tạo ra. Ví dụ PVT, ví dụ như PET hoặc một số các mã cổ phiếu khác các anh chị à, vừa xem bản tin xong thì à, khi cái câu chuyện là nếu như thị trường mà nó có cái sự rung lắc á, thì nhà đầu tư người ta cũng sẽ chốt lãi như vậy là cái áp lực mà tiếp tục chốt ở trên thị trường trong cái tuần giao dịch mới nó sẽ tiếp diễn à, một cái ý nữa ờ à, một cái ý nữa đó là à, cái tính 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 tạo lập của thị trường đó sau một tuần giao dịch mà nó ba phiên á nó đi lừng khừng nó lừng khừng lừng khừng đi ngang như vậy á đó thì 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 phần đa là nhà đầu tư lại rơi vào một cái trạng thái đó là họ sẽ à, cân đo đong đếm và họ sẽ ngồi nhìn tức là cái dòng tiền để mà sẵn sàng để mà tham chiến ngay từ những cái phiên giao dịch của ngày thứ hai ngày thứ ba khả năng nó sẽ còn hạn chế do đó đấy là những cái yếu tố mà nó có thể cản trở những cái à, điểm số tăng của thị trường trong tuần mới thì đấy là một vài các cái ý mà theo như hùng nhận định nó là như vậy còn trên góc độ kỹ thuật à, của thị trường thì hùng nói rồi Kết tuần, bộ ba chỉ số của chúng ta vẫn đang giữ được ở một cái ngưỡng hỗ trợ tương đối tốt và tương đối là tích cực. Hay nôm na là pháo vẫn đang nằm ở trên đồi và vẫn còn cơ hội để công các cái kháng cự ở trong tuần mới. Thì ở góc độ kỹ thuật, ở góc độ kỹ thuật các anh chị nhé, thì tuần mới uh, chúng ta sẽ uh, xem các cái điểm test kỹ thuật của VN30 và của Phái Sinh. Nó sẽ ở khoảng vùng 1420 điểm. sẽ đưa xuống đây đó sẽ 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 xem uh, cái mức độ test kỹ thuật của phá sinh và VN30 ở vùng 1420 điểm uh, đối với chỉ số index đối với chỉ số index thì uh, khả năng cũng sẽ ngắn hạn thì cái mốc test này thì khả năng nó sẽ test lại rồi nó mốc mốc ngắn ở đây là mốc bao nhiêu đó. Ở mốc này thì khả năng nó sẽ test lại rồi đó là vùng 1400 à 1300 1330 điểm và sâu hơn thì có thể là sẽ là 1325 điểm ở đây. Chính là cái vùng gọi là cái vùng vùng mà à, kháng cự để thị trường của chúng ta break khỏi được cái vùng này để tiếp tục à, xác nhận những, những cái xu hướng đi tiếp theo. Đó là những cái điểm test về mặt kỹ thuật. Còn đối với kháng cự, đối với kháng cự thì index của chúng ta sẽ cần có thời gian để công kháng cự 1340, sau đó thì sẽ đến mốc 1350 đối với chỉ số index Uh, đối với vn30 và phái sinh thì trong tuần tới uh, trong trường hợp kỹ thuật nếu như nó test cái vùng 1420 này ổn định và chúng ta sẽ có thêm đánh giá về dòng tiền của nhóm banh và nhóm chứng khoán và cái mức độ ổn định của nhóm mid cap và lá cap trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba để chúng ta có thể có không định tức là trên cái cơ sở đó thì chúng ta mới định lượng được cái xu hướng mà thị trường vươn đến cái vùng kháng cự tiếp theo của nó ở đây là vùng 1440 đến 1445 của chỉ số phái sinh và chỉ số vn30 à, thì cơ bản là tuần mới thì cũng sẽ có một vài ý như vậy và hôm nay đang là ngày nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng chín thì cũng cũng không có đi đâu à, tranh thủ làm một cái bản tin view như vậy và up lên sớm để anh chị em nếu như chúng ta uh, có thời gian thì chúng ta sẽ xem trước để chúng ta chuẩn bị cho một cái tuần giao dịch uh, mới cũng rất là quan trọng và tất cả những mã cổ phiếu chưa được phân tích thì các anh chị em có thể comment ở bên dưới phần bản tin tuần hùng lễ sẽ dành thời gian để giải đáp hết uh, tất cả những cái câu hỏi của anh chị uh, trong cái khả năng của mình cái mình lưu ý là như vậy trong cái khả năng của mình uh, đó để làm sao mà có được những cái góc nhìn uh, tốt nhất uh, tối ưu nhất dành cho anh em và uh, để nhận thêm những cái phân tích kỹ thuật uh, các cái mã cổ phiếu uh, giao dịch ở trong phiên giao dịch trực tuyến cũng như À, nhận các cái phân tích về thị trường về các điểm hỗ trợ kỹ thuật à, trong ngày thì các anh chị có thể về đồng hành cùng với team của ông Lê tại à, công ty chứng khoán VPS à, một lần nữa kính chúc à, tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta à, có một kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 an lành vui vẻ và an toàn và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở à, trong một cái tuần giao dịch mới thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại à, tất cả mọi người